khổ vui qua mắt kẻ mê người tỉnh. Ở thế gian có những sự việc xảy ra, người mê lấy làm vui thích, người tỉnh không tán thán. Ngược lại, có những việc người mê cho là khổ, người tỉnh lại vui vẻ thực hành. Cuộc sống giữa đời này, ai cũng sợ khổ, cầu vui. Thế nên, ta phải sống làm sao để lúc nào cũng vui. Trước tiên, tôi nói niềm vui của người thế tục. Ví như, kẻ mắc bệnh nghiện thuốc hay nghiện rượu. Khi không có tiền hút thuốc hoặc uống rượu, có ai cho điếu thuốc hoặc ly rượu, họ vui sướng vô cùng, thấy như có niềm vui lớn đến với mình. Nhờ uống rượu mà được thỏa mãn cơn nghiện, nên họ cảm thấy vui sướng. Đó là niềm vui của người nghiện thuốc, nghiện rượu. Song với người không nghiện rượu, thấy gia cảnh người nghiện rượu, nghiện thuốc, nghèo thiếu, hoặc thấy những người giàu có hợp năm hợp bảy chè chén say sưa cả ngày, họ cho đó là khổ. Kẻ nghiện dụ như người mê, kẻ không nghiện dụ như người tỉnh. Đồng một sự việc mà người mê và người tỉnh thấy khác nhau. Cái vui của người mê, người tỉnh thấy khổ. Tại sao? Vì người mê chỉ biết tham cầu thỏa mãn sở thích nhất thời mà không thấy nhân đau khổ về sau. Người tỉnh khi thấy một nhóm người tụ năm hợp bảy chè chén say sưa, hao tiền tốn của thì họ cho là nhân gây đau khổ. Chi phí cho tiệc rượu đó, gia đình có thể sống trong 3 ngày, 5 ngày. Bây giờ họ phải ra sức làm việc gấp 5-3 lần mới đủ cung cấp tiền cho gia đình. Đó là cái khổ vất vả về thân. Còn khổ về tâm, nếu người có gia đình rủ bạn bè ngồi quán rượu chè chén hết tiền, về nhà bị vợ cằn nhằn gây gổ. Đó lại chưa nói đến người uống rượu say mềm, đi nghiêng tới ngã lui, về nhà nằm ụ mửa hôi hám, làm dơ bẩn nhà cửa, vợ con chê chán, cha mẹ buồn phiền. Uống rượu lâu ngày, sanh ra bệnh hoạn như đau dạ dày, xơ gan, viêm thực quản. Đó là nỗi khổ về sau. Vui của người mê là vui trá hình của đau khổ, nên người tỉnh thấy khổ. Đó là thấy đúng lẽ thật. Chúng ta biết tu là tỉnh, nhờ tỉnh mới thấy những nỗi khổ mà người thế gian tưởng là vui, từ đó biết tránh. Đó là nói về vui khổ của người tỉnh kẻ mê đối với thuốc và rượu. Kế tiếp là vui và khổ của kẻ mê người tỉnh đối với việc nghiện xì ke á phiện. Người nhiều tiền lắm của hay những chàng trai trẻ bất đắc chí muốn tìm quên trong khoái lạc nên hút á phiện. Lúc đầu hút 5-3 điếu, thấy sảng khoái lâng lâng như người thoát tục nên rất thích thú. Về sau tìm hút hoài. Đó là vui của người hút á phiện. Hút nhiều lần nên nghiện, ngày nào không hút thì ủa ngáp oằn oại trong cơn nghiện. Lâu ngày hao mòn sức khỏe, thân thể gầy ốm bệnh hoạn, sống dở chết dở. Đó lại chưa nói đến hao tiền tốn của, tán gia bại sản, vô gia cư, vô nghề nghiệp, vô cùng khổ sở. Cách nay vài năm, có một chú thanh niên trên 20 tuổi, không biết từ đâu đến trước cổng chùa xin ăn, thân thể gầy ốm trơ xương. Hỏi ra mới biết, chú nghiện á phiện, phá của, cha mẹ không cho ở nhà, đuổi đi, nên sống lang thang nay đầu đường mai cuối ngõ để xin tiền. Xin được chút ít tiền thì mua á phiện hút hoặc chích cho đỡ nghiện. Bữa nào xin không được tiền thì nằm ra đó, thật là đau khổ. Kẻ mê lầm tưởng hút á phiện là vui nên lao vào. Khi nghiện rồi bị cha mẹ, vợ con, anh em bỏ, sống dở chết dở, thật đau khổ. Người tỉnh sáng biết á phiện gây cho người hút khoái cảm buổi đầu, nhưng đó chính là nhân đau khổ về sau, như thân tàn ma dại, tán gia bại sản, trộm cắp của người, cha mẹ, anh em từ bỏ, bạn bè xa lánh. Vì vậy, người tỉnh tránh ngay từ buổi đầu nên không có quả khổ. Đó là khổ vui của kẻ mê người tỉnh đối với á phiện.
Sau đây là vui khổ của việc làm không lương thiện. Mấy đứa trẻ 13-15 tuổi bắt cá lì thìa, bắt dế, nhốt chung cho chúng đá lộn với nhau. Con này rượt con kia chạy, chúng vỗ tay reo cười. Hoặc có nhiều người nuôi gà nồi, gà tre, ngày ngày cạo chuốt cựa gà cho bén để đi đá nhau. Khi đá nhau, cựa con gà này chích vào thịt con gà kia chảy máu. Con gà kia chạy, con gà này trượt theo. Họ vỗ tay vui cười. Lại nữa, có những chú thanh niên 15-17 tuổi dùng ná hoặc súng nhỏ vào vườn vào rừng tìm thú để bắn. Trên cành cây, chim trống chim mái đang đậu rỉ lăm hoặc kêu hót rất dễ thương. Thế mà mấy chú vươn ná hoặc súng nhắm bắn. Một con chim bị thương té nhào xuống đất. Các chú súng lại vỗ tay vui mừng. Đoạn mạng sống của chúng sanh là hành động xấu. Làm việc xấu ác mà lấy làm vui thì thật là nhẫn tâm. Chẳng những người bắn vui mà những người chung quanh cũng vỗ tay vui hùng nữa. Đó là cái vui của tâm tàn nhẫn, thiếu đạo đức, lấy nỗi khổ của chúng sanh làm niềm vui của mình. Có những người đi coi đấu võ đài, hai võ sĩ quần thảo với nhau đến hồi quyết liệt. Võ sĩ này đánh võ sĩ kia, ở dưới khán giả vỗ tay hoan nghênh. Tôi có quen một vài võ sĩ, có lần tôi hỏi họ, tại sao nỡ xuống tay hại người ta ngã đo ván như vậy? Có lợi gì cho mình mà làm như thế? Vị ấy trả lời, thưa thầy, khán giả độc lắm, lên khán đài mà đánh nhẹ nhẹ với nhau, họ cho rằng mình đánh cuội nên phản đối. Nếu đánh thẳng tay thì đối phương phải ngã gục. Khi thấy có người bị hạ, họ mới vỗ tay hoan nghênh reo cười. Chúng ta thấy người mê vui trên nỗi khổ của loài thú như dế gà và nỗi khổ con người. Võ sĩ biểu diễn tài nghệ qua thuật đánh nhẹ, người ta không thích. Họ muốn đấm đá nhau đến gục ngã mới vui. Là có nhiều người tham lam, thấy người ta đeo vòng vàng liền giật lấy, đem về nhà vợ chồng con cái vui cười hỉ hả, trong khi người bị mất buồn khổ. Hoặc những kẻ trộm lén đào ngạch khoét vách lấy trộm của người, đem về nhà cùng vợ con ăn tiêu vui vẻ, không hề nhớ tới cái khổ của người mất của. Khổ chủ khổ nhiều chừng nào thì kẻ trộm vui chừng ấy. Từ chỗ quen tay lén lấy trộm của người, lần đến cướp của giết người không gớm tay, miễn thỏa mãn thú vui của mình là làm. Cái vui đó quá tàn ác, không chút lương tâm. Thế mà, ở thế gian này, có lắm người làm như vậy. Đó là những kẻ mê, do mê nên mới đặt cái vui trên nỗi khổ của người khác. Người tỉnh không bao giờ vui trên khổ đau của kẻ khác. Chúng ta là người tu thì phải tỉnh để tránh mọi hành động, mọi vui chơi gây phương hại, đau khổ đến người vật. Là Phật tử, chúng ta phải đặt niềm vui của người trên niềm vui của mình. Làm cho người vui, mình mới vui, không bao giờ làm khổ người. Những cái vui trên là làm khổ Phật, khổ người để mua vui cho mình. Đó là cái vui phi đạo đức, cái vui của kẻ mê, không phải vui của người tỉnh. Lại có những người chạy theo sắc dục, lấy đó làm vui. Chẳng hạn, một chú thanh niên cùng một lúc giao tiếp với 5-7 cô gái và được các cô ái mộ. Chú lấy làm vui thích, tự hào mình tài hoa, được nhiều người yêu thương. Nhưng chú không ngờ cái vui đó là vui trên nỗi khổ. Khổ vì thân xác hao mòn, khổ vì tâm thần rối rắm. Nhiều người đã có gia đình lại còn lôi thôi, nay thay chồng mai đổi vợ, lấy đó làm vui. Họ không ngờ mỗi lần đổi thay là mỗi lần đau khổ. Con cái đứa thiếu cha, đứa thiếu mẹ, bơ vơ khốn khổ. Niềm vui ích kỷ của cha hoặc mẹ làm cho con cái khổ sở khốn đốn. Vậy mà người làm cha mẹ không bao giờ nghĩ đến, cứ sống theo thú vui riêng của mình. Là có người có máu cờ bạc,
lấy sự đánh bạc làm vui. Khi được thì đem tiền về sắm sửa ăn mặc, thết đãi bà con bạn bè. Lúc đó lấy làm vui vẻ thích thú. Nhưng khi thua lại buồn khổ. Khổ vì hết tiền, nghèo nàn đói rách, nhà cửa tan hoang, nợ nần bổ vay. Nay người này đòi, mai người kia đòi. Đòi mà không có tiền trả thì bị mắng chửi nặng lời. Cờ bạc ăn thì ít mà thua thì nhiều, nên khổ nhiều hơn vui. Nhà Phật gọi vui trên đau khổ. Với người biết tu nên tránh xa những thú vui vừa kể. Vui với những hạnh nghiệp lương thiện, phù hợp đạo lý. Vui mà không làm phiền khổ ai cả. Ví dụ, mỗi tháng người Phật tử nguyện ăn chay 2 ngày hoặc 6 ngày, 10 ngày. Thoạt nhìn thấy ăn chay là khổ, vì không được ăn uống tự do, phải hạn chế thức ăn, ăn không ngon miệng, mau đói. Song đối với người biết tu, ăn chay được lấy làm vui, vì không giết hại sanh vật để bồi bổ cho xác thịt của mình. Một ngày không giết hại là một ngày không làm khổ chúng sanh. Một ngày không làm khổ chúng sanh là một ngày an vui. Vui của người ăn chay là vui tránh khổ cho loài vật. Nhờ vậy mà lòng từ tăng trưởng. Ăn chay là tránh sát sanh, không làm tổn hại sanh mạng loài vật nên vui. Chớ không phải hôm nay ngày chay, nhiều người cử ăn thịt cá cho nên cá thịt rẻ. Quý vị ra chợ mua cá đem về bỏ trong hũ rộng để mai mốt ăn cho đỡ tốn kém. Nếu tính như vậy là ích kỷ quá, chưa thật vui. Chúng ta phải thấy rằng ăn chay cốt không làm tổn hại sanh mạng chúng sanh, tránh được tội lỗi, làm được điều tốt, tiết dục không ham muốn nhiều, ít muốn thì an vui. Kinh A Hàm, Phật dạy người tu ly dục sanh hỷ lạc thì chứng sơ thiền. Do lìa ly ngũ dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc, hoặc tài, sắc, danh, thực, thùy, thì sanh hỷ lạc. Hỷ lạc là vui, do lìa ngũ dục được vui, chứ không phải thọ ngũ dục mà vui. Đó là tôi kể sơ qua những cái vui của người biết tu và cái vui của người không biết tu. Người không biết tu vui trên nỗi khổ của kẻ khác hoặc của loài vật. Người biết tu vui khi tránh được điều ác, không làm tổn hại người vật, làm được việc thiện lợi mình lợi người. Thế nên người tu vui thoát tục, vượt khỏi cái vui tầm thường của kẻ thế gian. Có những thanh niên trẻ tuổi sống với niềm vui thoát tục, xa lìa ngũ dục, ăn chay tu tỉnh, thì bị những người thọ hưởng ngũ dục phê bình châm biếm cho là ngu dại, không biết thụ hưởng thú vui ở đời. Chúng ta nghiệm xét lại người uống rượu, hút á phiện, cờ bạc và người không uống rượu, không hút á phiện, không cờ bạc. Ai khôn, ai ngu? Uống rượu, hút á phiện, cờ bạc sẽ đưa đến nghèo đói, bệnh hoạn, nhà tan cửa nát. Người dùng nó không thấy hậu quả việc làm của mình, cứ chạy theo thị hiếu, thỏa mãn lòng ham muốn, cuối cùng tự chuốc khổ họa vào thân thì không phải người trí. Người trí biết cờ bạc, rượu chè, hút sách là nhân đưa đến nghèo đói, bệnh hoạn, khổ đau, nên tránh, tự thân không bị khổ và không làm phiền lụy người khác, đó mới là người khôn. Kinh A Hàm, Phật dạy, sắc, thanh, hương, vị, xúc, tất cả những pháp này khả lạc, khả hỷ, khả ý. Khi nào chúng hiện hữu, thế giới của chư thiên xem chúng là khả lạc. Khi chúng bị hủy diệt mới thấy chúng là khổ. Bậc thánh thấy là lạc khi có thân đoạn diệt. Đây hoàn toàn trái ngược với điều mọi người được thấy. Điều người khác gọi lạc, bậc thánh gọi là khổ. Điều người khác gọi khổ, bậc thánh biết là lạc. Ở đây, Phật dạy người đời khi được những món ngũ dục, sắc, thanh, hương, vị, xúc,
thì cảm thấy vừa ý cho là vui. Chẳng những người đời mà cả chư thiên cũng thấy như thế. Người trời thấy ngũ dục là vui, nhưng khi chúng bị hoại diệt, tức là khi chúng mất đi mới thấy khổ. Còn bậc thánh vui khi nơi thân này đoạn diệt tham trước ngũ dục lạc, là cái mầm dẫn đi trong luân hồi sanh tử. Cái vui khi dứt mầm sanh tử mới là vui chân thật vĩnh viễn. Vui của bậc thánh khác với vui của phàm phu. Vui của phàm phu, bậc thánh cho là khổ. Vui của thánh nhân, phàm phu cho là khổ. Thí dụ, một tu sĩ ăn mặc đơn sơ thường tọa thiền dưới cội cây. Người nhậu nhẹt ăn chơi cho rằng sống tiết chế kham khổ như thế là ngu, không biết thụ hưởng thú vui ở đời. Ngược lại, bậc thánh thấy người đời vui sai ngũ dục, ăn chơi, trà đình tửu điếm, cho đó là mê mờ, thiếu trí tuệ nên đem lòng thương xót. Thế nên, người đời phải khéo biết cái vui nào là vui chân thật trường cửu để duy trì và gìn giữ, cái vui nào là trá hình của khổ đau để tránh. Thế như vậy, sống như vậy là không bị mê mờ. Nhược bằng cứ chạy theo cái vui trá hình của khổ đau thì vui trong chốc lát mà khổ lâu dài. Sống như vậy là mê mờ, thiếu trí tuệ. Sau đây, tôi nêu lên những cái vui của người tỉnh. Người biết tu tỉnh khi tâm hồn bình thản thanh tịnh thì vui. Lúc ngồi dưới gốc cây bên sườn núi, cảnh vắng vẻ, nhìn trời mây, nhìn cây cỏ hoa lá, tâm hồn thanh thản an định, cảm nhận một niềm vui tràn khắp thân tâm cảnh vật. Người tỉnh tu vui khi tâm thanh tịnh, vui trên sự thanh bình của vạn vật, không làm tổn hại bất cứ loại vật nào, không tổn hại sức khỏe, cũng không hao tiền tốn của. Người đời ở chỗ vắng vẻ thì buồn chán, thường vui ở nơi nhộn nhịp ồn náo. Ngược lại, người tỉnh lại thích nơi vắng vẻ, thường vui nơi thanh vắng an nhàn. Lại nữa, người tu vui khi phá được vô minh phiền não. Giả sử có người gièm pha chỉ trích, nói lời nhạo báng Phật pháp, chúng ta mới nghe qua khởi niệm bực bội, muốn nói lại cho đã giận. Liền khi đó tỉnh giác, biết giận là phiền não mê mờ, nói lời xúc phạm gây buồn đau cho người là tội lỗi, ngang đó liền thôi, cơn giận từ từ lắng xuống. Sau đó, tâm được bình an, lòng vui sướng, thấy mình chiến thắng được phiền não sân giận. Nếu không thắng được cơn giận, thì phát ngôn bừa bãi, nói ra những lời đau đầu nhức óc. Kẻ nói qua, người trả lại. Lúc đầu thì đấu khẩu, sau đó là đấu tay chân. Như vậy chỉ khổ thôi, chẳng lợi ích gì. Giờ đây tự phản tỉnh, thấy rõ từng tâm niệm của mình, niệm sân vừa khởi liền biết, không chạy theo nó. Đó là tự thắng mình, thắng được phiền não sân giận. Thế là mình được an ổn, và mối quan hệ giữa mình và người bình thường vui vẻ, không có chuyện buồn ghét xảy ra. Thế nên, nói người biết tu, vui khi thắng được phiền não, một cơn giận, một niệm buồn khởi lên, liền biết dừng ngay. Cứ thế mà tu tỉnh hằng giờ, hằng ngày, hằng tháng, hằng năm, thì sự an vui cũng hằng hữu trọn giờ, trọn ngày, trọn tháng, trọn năm. Ngược lại, hễ ai động tới là buồn giận, không phản tỉnh, không biết dừng, thì buồn khổ hoài. Như vậy, phá được vô minh phiền não là gốc vui chân thật. Ngược lại, để cho phiền não vô minh tăng trưởng, không điều phục, nó là gốc của đau khổ. Vì vậy mà người tu phải thường xuyên phản tỉnh, chế ngự phiền não để được an vui. Ở thế gian, có nhiều người thật là đáng thương. Hễ ai nói hay làm điều gì trái ý, thì họ nói hoặc làm trả lại bằng hoặc hơn mới vừa lòng. Họ còn hài lòng thích thú, cho lời nói và việc làm của mình là hay, là khôn, là đắc thắng. Không ngờ,
nó làm như thế, khiến người ta buồn giận là mình đã gieo nhân bất thiện. Mai kia sẽ thọ nhận quả báo khổ đau. Lại nữa, người tỉnh tu vui khi làm lợi ích cho người. Ví dụ, người làm việc từ thiện xã hội, đem được gạo tiền, thuốc men, quần áo đến tận vùng bão lụt, đưa tận tay cho người mắc nạn, giúp họ được no lòng, ấm thân, nên thấy lòng vui sướng vì đã làm được điều lợi ích cho người. Hoặc một ông thầy giảng dạy, hướng dẫn cho học trò học hành thông suốt giáo lý Phật, biết sống đời lương thiện, ít khổ đau thì vui, vì đã giúp cho người sáng suốt tránh được nhân đau khổ. Người tỉnh giác càng làm lợi ích cho người, càng giúp cho người sáng ra thì càng vui. Niềm vui này chân thật lâu dài. Lại nữa, người tỉnh tu vui khi bỏ bóng nhận đầu là niềm vui cao siêu bất tuyệt. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật kể cho Ngài A Nan nghe một ví dụ. Có anh chàng tên Diễn Nhã Đạt Đa. Vào một buổi sáng nọ, anh cầm gương soi mặt, thấy đầu mặt hiện bóng trong gương rõ ràng. Sau đó, anh úp gương lại, thấy đầu mặt trong gương không còn nữa. Anh hoảng kinh, chạy cùng làng cùng xóm la lên. Tôi mất đầu rồi, tôi mất đầu rồi. Đó là cái điên của người nhận bóng quên đầu. Bóng trong gương mất, chứ đầu của anh ta đâu có mất, vẫn còn sợ sợ đó. Vì mê chấp bóng là đầu, nên anh khổ sở điên cuồng. Người tỉnh tu biết quên bóng, nhớ đầu. Khi thấy đầu mặt trong gương không còn, chợt tỉnh, liền sờ lại đầu, thì đầu hãy còn đấy. Bỏ bóng, nhớ đầu là niềm vui chân thật. Trong kinh Pháp Hoa có nhiều ví dụ. Gã cùng tử, con của ông trưởng giả giàu có, vì khờ dại mà bỏ nhà, bỏ cha, đi lang thang phiêu bạt khắp nơi. Thân đó rất nghèo nàn, xin ăn hoặc làm thuê, làm mướn sống qua ngày. Một hôm, anh nhớ cha mẹ quê hương, anh trở về quê cũ gặp lại cha. Ông trưởng giả nhận anh là con đẻ, ông trao cả gia sản sự nghiệp cho anh. Anh được niềm vui lớn không thể diễn tả, nên nói là niềm vui của kẻ cùng tử gặp cha. Dù như thế, quý vị có hiểu gì không? Từ xưa đến nay, mỗi người chúng ta ai cũng có sẵn ông Phật nơi mình mà quên đi, cứ chạy theo vọng tưởng, rồi tạo nghiệp dẫn đi trong luân hồi sanh tử. Từ đời này đến kiếp nọ, khổ đau không cùng tận. Giờ đây, biết vọng tưởng là vô thường không thật, nó dẫn mình đi trong luân hồi sanh tử khổ đau, quyết định phải trở lại, sống với ông Phật của mình, thì được niềm vui bất diệt. Nên nói, gã cùng tử dừng bước lãng du, trở về gặp cha giàu có sung sướng. Đó là niềm vui của gã cùng tử gặp cha. Quý vị thấy, tu là vui hay khổ? Nếu thấy tu là vui, thì quý vị hãy nỗ lực cố gắng tu để trở về cái chân thật hằng hữu, được niềm vui bất tuyệt. Ở thế gian này, có ai giàu có thọ hưởng ngũ dục một cách đầy đủ mà không khỏi đau bệnh, già yếu, chết chóc không? Từ ngàn xưa đến nay, không ai tránh khỏi. Hưởng cái vui giàu sang sung sướng chỉ được mấy mươi năm. Con người tưởng là lâu dài, cứ mãi mê đuổi bắt nó. Khi nào thoát ra khỏi cái khổ sanh tử, chúng ta mới được niềm vui chân thật lâu dài. Nếu còn ở trong sanh tử, dù nhiều tiền lắm của đến đâu cũng tiêu hoại. Chỉ có người biết trở về với cái chân thật, tâm hết vô minh phiền não mới thoát khỏi mọi khổ đau, được niềm vui chân thật bất diệt. Qua những điều vừa nêu, chúng ta thấy người đời không sáng suốt, lấy nỗi khổ của người làm niềm vui của mình, vui trên sự đau khổ của vạn vật. Còn người tu hành chân chính, hằng sáng suốt, không bao giờ chấp nhận vui trên sự đau khổ của người vật. Ngược lại, lấy niềm vui của người làm niềm vui của mình, đem sự an vui đến cho người vật. Tất cả chúng ta phát tâm tu là nguyện sống đời an vui bất tận,
chẳng những trong đời này mà vĩnh viễn về sau. Muốn được như thế, chúng ta phải làm sao? Nên nỗ lực tu hành hay lười biếng giải đãi? Người tu hành thoạt nhìn thấy như thiệt thòi khổ sở vì không thọ hưởng những vui sướng của thế gian, phải khép mình trong giới điều nghiêm ngặt để tinh tấn tu hành. Nhưng sau đó mới thấy an vui vì ít phiền não, không điên đảo rộn ràng như người đời. Người đã phát tâm tu theo đạo Phật suốt đời phải tinh tấn tu hành, chứ không thể tu một thời gian rồi ngừng nghỉ không tu nữa. Nhất là người già phải nỗ lực tu nhiều hơn, vì cái khổ tử vong gần kề. Nếu không lo tu hành, khi chết đến làm sao trở tay kịp. Thế nên người phát tâm tu chẳng những khi còn trẻ lo tu hành mà lúc già là phải tu nhiều hơn. Như thế mới có được nguồn an vui chân thật, dứt mọi khổ đau. Tóm lại, đạo Phật là đạo diệt khổ, đem vui đến cho chúng sanh. Chính đạo Phật là chỗ nương tựa an vui chân thật, đem đến an bình muôn đời cho tất cả mọi loài.